Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này thì Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng đang theo dõi kênh một dự án vô cùng lớn, dự án 35 căn nhà tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Với những cái dự án này, ngay trong video này đây Ngọc Ánh quay đó là trục đường chính có thể kinh doanh ô tô vào mọi người nha. Với cái căn nhà này thì diện tích trên sổ đỏ là 53,5m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người ạ. Với cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi nha quý vị. Đây Ngọc Ánh sẽ quay cụ thể đường ở phía trước nhà cho quý vị có thể nhìn ngắm ở đây. Với dự án 35 căn thì ở bên ngoài đây mọi người có thể nhìn thấy có 8 căn mặt ngoài thì cũng đã bán được 5 căn rồi mọi người ạ, còn 3 căn nữa thôi. Thì em Ánh sẽ quay gửi tới quý vị với cái căn nhà này, thông số nhà mặt tiền 3m6, hướng nhà là hướng đông nam mọi người nha. Ở ngoài thì thiết kế là cửa cuốn và bên trong là cửa kính. Với tầng 1 chủ đầu tư cố tình để cho mình mua hẳn một cái thông sàn mọi người ạ, để có thể kinh doanh cũng như là quý vị có thể cho gara ô tô. Đấy, đấy là tùy cái mục đích sử dụng của mỗi người. Với cái căn nhà này thì từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới ngã ba Ba La Hà Đông là 5km, cách với khu đô thị Thanh Hà là 3,7km. Từ vị trí này mà đi tới lên Hà Đông, trung tâm Hà Đông cũng rất là thuận tiện, rất là gần nha quý vị. Đây, đường trước nhà quý vị có thể nhìn thực tế đường trước nhà. Đó, đường trước nhà nó phải tầm 30m mọi người ạ. Đó, giao thông đi lại thì vô cùng thuận tiện. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể cái căn nhà này xem thiết kế như thế nào nhá. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người ạ. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi thì chủ đầu tư để ở tầng 1 là thông sàn để quý vị có thể kinh doanh này, có thể để gara ô tô. Với cái căn nhà này nếu như mà Ngọc Ánh chia sẻ thực tế thật sự thì nó phải khoảng tầm để được cái 3 cái ô tô nha quý vị, 3 chiếc xe ô tô để vào đây đó, riêng phần tầng 1. Còn nếu quý vị không có nhu cầu để ô tô thì quý vị có thể kinh doanh buôn bán được tại vị trí căn nhà này. Thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng, hướng nhà thì là hướng đông nam. Giá chào bán thấp nhất của cái khu vực này là 1.980.000.000 đồng, còn căn Ngọc Ánh đang quay gửi tới quý vị là 4.200.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu nha mọi người. Và với cái căn nhà này thì quý vị chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 1.8 tỷ cho tới 2 tỷ tiền mặt thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm nha mọi người. Đều đã có sổ đỏ đầy đủ rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Hiện tại Ngọc Ánh đang quay với mọi người đây là phía tầng 1 rất là rộng, diện tích là 53,5m² mọi người nha. Đó. Và phía tầng 1 thì là có thêm một cái nhà vệ sinh phụ ở phía dưới đây mọi người nha. Đầy đủ hệ thống bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Vậy thì không biết rằng là với cái ngôi nhà này diện tích rộng như thế, kinh doanh được thì ở phía trên tầng 2, 3, 4, 5 thiết kế như thế nào, thì mời quý vị theo Ngọc Ánh lên trên khám phá trên tầng trên nha. Quý vị ơi, ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Bước chân lên trên phía tầng 2, một cảm giác rất là thoáng, ngập tràn ánh sáng với cái không gian bếp mọi người ạ. Bước lên trên tầng là không gian bếp đặt ở trên tầng 2 như quý vị có thể nhìn thực tế. Đấy. Thì đây, toàn bộ cái tủ bếp đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nha. Đó, tủ bếp. Tủ bếp ở đây là gỗ thịt sơn màu trắng này. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite màu đen mọi người nha. Đấy. Ngọc Anh quay cũng như là review rất là chi tiết chân thật từ cái vị trí cho tới cái giá bán nha quý vị. Giá bán là giá từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng trực tiếp nha mọi người. Toàn bộ cái phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ. Chất liệu inox 304 này, vòi này, cũng như là chậu rửa bát. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh nha. Đó.
cái căn phòng bếp này rất là rộng, bởi vì cái diện tích của cái căn nhà này là 53,5m, cho nên mọi người có thể nhìn thấy đây là không gian phòng bếp mà chủ đầu tư thiết kế. Đồng thời ở phía trên tầng ở đây, Ngọc Ánh đang đứng ở phía trên tầng 2, quý vị có thể nhìn thấy xuống tầng 1 luôn này, rất là thoáng, một cái khoảng không này vô cùng thoáng nha quý vị. Cầu thang ở đây thì sử dụng từ phía tầng 2 cho tới lên tầng 5 là cầu thang kính mọi người nha. Đó. Và đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Wow, đây mọi người có thể nhìn thực tế nha. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Vì là trục chính cho nên là đường xá ô tô xe máy đi lại tấp nập, nên là tầm này Ngọc Ánh quay cũng khá là ổn mọi người ạ. Nếu như mà quý vị mà nhiều khi nghe thấy nhiều tiếng xe thì thông cảm giúp em nha. Cái thời gian Ngọc Ánh đang quay thì nó là cái xe cộ đi lại vô cùng ổn luôn ý. Đó. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây. Cái căn không gian phòng khách đây mọi người ạ. Rất là đẹp. Đó. Cái căn nhà này diện tích thì rộng, đồng thời có gara hoặc là có thể kinh doanh. Đây là một căn nhà vô cùng lý tưởng để cho các chủ đầu tư, quý vị có một cái dòng tiền ổn định, quý vị có thể đầu tư vào cái căn nhà này, vừa đầu tư an cư mà vừa sinh lời lợi nhuận mọi người nhá. Đây là tầng 2 rồi, vậy thì Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà để khám phá tiếp theo căn nhà này thiết kế như thế nào nha. Wow, mọi người ơi, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì ôi trời ơi, gió thổi mọi người ạ. Ở đây ngói sẽ tí nữa ngói sẽ bật mí cho mọi người nha. Với cái tầng 2 này, ở tầng 3 này thì chủ đầu tư thiết kế gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh ở giữa. Thì đây là phía căn phòng ngủ đầu tiên của cái căn nhà này quý vị nha. Diện tích cái căn phòng ngủ này khá là rộng, nó khoảng tầm 15m mọi người ạ. Và đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Các cửa sổ thì đều được lắp đặt 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện mọi người nha. Đó. Đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn của ngôi nhà. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ chỉnh chu cả rồi. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cũng đều được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi nha quý vị. Đó, và cửa thông phòng của ngôi nhà thì toàn bộ cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ nha mọi người. Rồi tiếp theo mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ thứ hai, căn phòng ngủ phía bên trong. Thì đây là điều Ngọc Ánh muốn bật mí tới cho mọi người, đó là có một cái ban công ở phía sau này nữa nha mọi người. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp em luôn, quay review rất là chi tiết nha quý vị. Đó. Đó, và quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh ở đây có một cái bãi đỗ xe ngay phía sau lưng nhà mình luôn nha mọi người. Đi bộ thì chỉ khoảng tầm 30m thôi quý vị ạ. Với cái căn nhà này thông thoáng trước sau, nhà rất là đẹp, nở hậu, kinh doanh đỉnh. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mới quay được một cái nhà mà cảm giác nó lâng lâng như thế này mọi người ơi. Và đây là cái căn phòng ngủ khá là rộng mọi người ạ. Đó, hoàn thiện đầy đủ rồi, cửa thông phòng các thứ chỉnh chu rồi, chỉ được dọn đồ về ở thôi. Quý vị nào mà có nhu cầu kinh doanh buôn bán thì cái căn nhà này rất là hợp lý nha mọi người. Đây là phần này, nhà vệ sinh ở phía giữa của hai phòng ngủ tầng 3 thì đầy đủ bồn cầu cũng như hệ thống lavabo này, hệ thống sen tắm này, đó, đầy đủ đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị. Cửa thông phòng cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là tầng 3, vậy thì tầng 4 như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 4 của cái ngôi nhà này thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3 mọi người ạ. Đó là cũng gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã đáp ứng được 4 phòng ngủ riêng biệt cho quý vị rồi nha. Cửa sổ thông thoáng này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ theo từng phòng mọi người nha. Đó. Hệ thống trần thạch cao này, đèn led chiếu sáng. Nói tóm lại với cái căn nhà này, thực sự để mà nói về cái vị trí của nó cũng như là cái giá bán thì quá là hợp lý với khu vực mọi người ạ. Kinh doanh được ô tô vào nhà nha. Đó. Nhà vệ sinh đây ở phía tầng 4 đây cũng được thiết kế tương tự đây. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm cũng như là đây ống chờ, đầu chờ, bình nóng lạnh có đầy đủ hết rồi quý vị nha. Đó. Phòng ngủ tiếp theo ở tầng 4 đây. Đây quý vị có thể nhìn thực tế. Wow. Ngõ đường trước nhà quá là rộng, đi lại thì vô cùng thuận tiện. Xung quanh thì đầy đủ tiện ích chợ, trường, phường, trạm.
con cái đi học rất là thuận lợi, đi lên tới trung tâm Hà Đông. Để mà nói từ vị trí của cái căn nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó chỉ cũng khoảng tầm 7 cây thôi mọi người ạ. Nó chỉ tầm đấy thôi mọi người nhá. Đó, cửa thông phòng đây. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 5. Thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không nha. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 5 rồi. Thì đây toàn bộ như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, cầu thang từ phía tầng 2 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà đây nha mọi người. Toàn bộ là cầu thang kính nha mọi người. Đó. Và bước chân lên trên phía tầng 5 thì ở đây có một cái ô giếng trời, đồng thời có một cái quạt hút gió ở đây rất là thoáng nha mọi người, để đáp ứng toàn bộ cái ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Với tầng 5 này thì thiết kế như thế nào ạ? Với tầng 5 này thì chủ đầu tư có để một cái ô ở đây để quý vị có thể để máy giặt này, đó, để máy giặt này và một khu giặt rửa ở đây, phân biệt luôn. Đồng thời phía tầng 5 thiết kế một cái ô phòng thờ. Đó, đều tất cả các phòng đều có cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài quý vị nha. Và phần còn lại đó chính là sân phơi, thì mời mọi người theo em ra phía phần sân phơi của ngôi nhà nha. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, toàn bộ sân phơi rất là thoáng nha mọi người ơi. Đây, rất là thoáng, trời ơi. Cái trục đường này ô tô có đi qua lại tấp nập luôn đấy mọi người ạ. Đó. Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người nha, với cái mặt tiền của cái ngôi nhà, toàn bộ những cái căn mặt ngoài này thì Ngọc Ánh ở đây, vị trí này 8 căn ngoài thì đã bán 5, chỉ còn 3 thôi. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí cái căn nhà này và muốn đi xem nhà thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.